Xin thân ái chào quý vị khán giả đã đến với số tiếp theo trong chương trình Vũ trụ trong đầu của Mi Podcast. Đây là một chuỗi series chúng tôi nói về những gì xuất hiện trong tâm trí loài người, bao gồm những vấn đề về tâm lý, suy nghĩ, hành vi, lý giải tất tần tật mọi thứ của một cá nhân trong mối liên hệ liên cá nhân của họ. Và hôm nay chúng tôi sẽ tiếp cận một chủ đề mà bản thân tôi nghĩ rằng nó khá là đau lòng, và mỗi chúng ta cần nhìn thấy cái trách nhiệm của mình cũng như là cái cách để có thể hỗ trợ được cho những người là nạn nhân của cái vấn đề này. Vâng, thưa quý vị, hôm nay chúng ta sẽ tiếp cận một chủ đề mang tên là bạo lực học đường. Tôi là bác sĩ Trung Nghĩa từ Mi Podcast, và đồng hành với tôi trong chương trình ngày hôm nay đây là một vị khách mời đặc biệt và lần đầu xuất hiện trong Mi Podcast. Xin thân ái giới thiệu quý vị khán giả, bác sĩ Huỳnh Thanh Tân. Xin chào quý vị khán giả của Mi Podcast và cũng như là Vũ trụ trong đầu. Thì tôi là bác sĩ Huỳnh Thanh Tân. Hiện tại thì tôi đang công tác tại trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch với vai trò là giảng viên của bộ môn tâm thần. Ngoài ra thì tôi cũng và các cộng sự của mình cũng có một cái nhóm tình nguyện để là chia sẻ các kiến thức, các cái hiểu biết của chúng tôi về cái lĩnh vực sức khỏe tinh thần, đó là cái nhóm tâm lý các thái. Và đối với một cái bức tranh rộng hơn về mặt không gian thì mình thấy rằng bạo lực học đường nó có thể dẫn tới những cái bạo lực về công sở, bạo lực gia đình, và cái vấn đề nó sẽ liên tục bị cuốn quanh và gần như có cảm giác, nghĩa cảm giác nó hơi nặng, nó bế tắc. Cái bạn đi bắt nạt á, thông thường có một cái mindset chung hoặc là một cái cảm nhận, tất nhiên không phải tất cả trường hợp nhưng mà đa số các bạn cảm thấy không được quan tâm. Mình thấy rõ ràng trong phim đi chẳng hạn, rất là điển hình luôn á. Phụ huynh neglect, phụ huynh cứ đi làm cho tiền, nó muốn làm gì làm ha, nó muốn học, nó muốn chơi gì, muốn làm gì làm. Và đứa trẻ nó học được cái cách là nếu mà tôi kiếm chuyện hoặc là tôi sẽ học thật giỏi để tôi hút sự chú ý, con học giỏi nha, con đứng nhất lớp, con được cấp thành phố, cấp quốc gia rồi đó, cũng là một cách. Còn cách thứ hai dễ hơn, đi kiếm chuyện, đi quậy, có người thì cúp học, có người thì cái chuyện mà tấn công người khác là cũng là một hình thức. Các bạn nó học được là nếu tôi làm thì tôi được chú ý nhiều hơn, có thể được chú ý từ giáo viên, chú ý từ phụ huynh, mời phụ huynh liên tục. Bị mời phụ huynh liên tục cũng là một hình thức bị chú ý, hoặc là được các bạn trong lớp chú ý. Các bạn trong lớp chú ý, nhận được sự chú ý mà mình không có được nhận. Đó thường đó là cái điểm mà rất nhiều các bạn bắt nạt bị. Giải pháp là mình sẽ bắt đầu cho những cái kỹ năng. Thật ra đối với cái nhóm đó thì rất là nhiều skill, người ta thấy là rất là nhiều cái skill bị thiếu mà cái trò xã hội mình không có ai dạy cho những cái skill đó hết. Chẳng hạn như là cái skill làm thế nào để mình có một cái mong đợi. Tất nhiên chúng ta đều mong đợi là mình sẽ thuộc một cái nhóm nào đó, mình được chú ý. Nhưng mà sao cho nó lành mạnh, sao cho nó vừa thôi. Nghĩa là mình muốn chú ý, không có nghĩa là mình sẽ đi, có quyền đi làm tổn thương người khác. Nhưng mà mình sẽ học cái cách làm sao mà để mình, ok, mình sẽ được có được cái sự chú ý mà một cách nó lành mạnh hơn, một cách nó trung hòa hơn. Đó là về phía các bạn. Và các bạn nó cần thường như là rất tất cả trường hợp mà Tân biết á, hầu như là đều cần cái kỹ năng mà để quản lý cảm xúc. Những cơn tức giận, làm sao để cho mình biết được mình đang cảm thấy như thế nào, gọi tên được nó. Mình cần có phải làm sao phải mình có thể đương đầu với nó, đặc biệt và đương đầu với những cái khó khăn trong cuộc sống, cụ thể là trong học tập chẳng hạn. Chứ phải căng thẳng là mình lôi bạn ra đánh. Nghe nó hơi buồn cười mà thật ra là có. Cứ tới kỳ thi là đè bạn ra đánh hết. Một cách để xả stress nè. Theo sinh học thôi, mà khi mà mình vận động tay chân thì nó cũng tiết ra một số cái chất endorphin này kia. Thì đó, tự nhiên cái đánh bạn xong cái hưng phấn lên, rồi sẽ vui rồi xong chết luôn. Còn về phía những cái bạn mà bị bắt nạt á, thì lại người ta thấy là thiếu những cái không biết là phải nên nói như thế nào, có nghĩa là những cái cảm nhận cơ bản về quyền con người ở trong một cái mối quan hệ. Vì sao? Đó là cái điều, đó cũng là cái điều mà nói là có số kỳ ha, có những bạn lại dễ bị bắt nạt hơn những cái bạn khác, kỳ lắm ha, nó đi tới trường nào nó cũng bị bắt nạt hết. Có những người phụ huynh nói vậy, nó cứ bị trường A xong rồi cái phụ huynh chuyển trường qua trường B bị tiếp, có số kỳ ha. Sao kỳ vậy, nó phải có một cái mô thức nào nó lặp lại, phải có một cái điều đó lặp lại. Giống như cái bạn này thu hút giống gợi đòn, thu hút cái sự chú ý của người khác, cái sự bắt nạt người khác, thì nó không phải lỗi của các bạn, nhưng mà nó sẽ quay lại về cái chuyện là bạn đó cảm nhận được mình có những cái quyền lợi gì trong mối quan hệ. Và đó cũng là cái điều mà làm cho rất nhiều người họ không lên tiếng. Vì sao họ không lên tiếng về cái chuyện mình bị bắt nạt? Tại họ không biết là họ có quyền lợi, họ có quyền phải được đứng lên tiếng cái điều đó. Và hầu như đây là những cái can thiệp đầu tiên về cái chuyện là hầu như tất cả những cái nạn nhân real á,
nạn nhân mà mình thấy bị bắt nạt ấy, là họ sẽ được cần được training về cái chuyện là họ cần phải xây dựng cho mình những cái niềm tin cơ bản trong một mối quan hệ như thế nào. Tôi có cái quyền gì, tôi có quyền, mà tao có chuẩn bị một cái này, một lát mình sẽ cùng nhau xem một cái tuyên ngôn độc lập vậy đó, tuyên ngôn nhân quyền của tôi nha. Xem luôn đi. Ok, thì thật ra này để dành để lát là món quà tặng cho các bạn học sinh, để hy vọng các bạn nào nghe được cái này thì mình có thể thử dành lại nó một chút. Một chút này ha. Okay. Cái gì hay để lên cuối cùng. Thì có thể là về kỹ năng để bảo vệ bản thân, và những cái chuyện là mình biết mình có những cái quyền lợi gì trong các mối quan hệ. Còn đối với những người bystander, người xung quanh thì sao? Thì thật ra họ cũng giống là họ khá giống cái người victim á, họ khá giống cái nạn nhân bị tấn công á. Tại vì họ cũng sẽ không biết là ủa như vậy mình sẽ nên làm gì tiếp theo, mình có nên lên tiếng hay không, rồi biết đâu mình hiểu sai sao. Mình không biết mình sẽ làm gì tiếp theo á. Nên đó là lý do vì sao mà có thể người lớn hoặc có thể các nhà trường sẽ nói là ủa sao tụi con không nói, tụi con không biết phải nói làm sao hết, không biết là cái quan điểm của mình có đúng hay không. Hoặc là khi nói ra thì bị người lớn nói là không, bạn chỉ giỡn thôi con. Ủa thì lần một bạn giỡn, lần hai bạn giỡn thì thôi tôi không nói nữa. Thì người lớn nói là bạn giỡn mà. Tức là nói ra không được ghi nhận. Đúng rồi, đúng rồi. Và nó sẽ cần một sự nhạy cảm hoặc là một cái đào tạo nhìn chung của giáo viên. Và đây là cái điều nó rất là khó, đặc biệt bối cảnh Việt Nam. Khi mà có rất là nhiều thứ mà người giáo viên phải lo, phụ huynh cũng vậy. Có rất nhiều cơm áo gạo tiền, những áp lực tài chính, những khủng hoảng kinh tế sắp tới. Con nói là bạn con nó cứ lấy đồ của con hoài hả, rồi nó cứ nói xấu con hoài, của nó kể nó con nít, con cứ cho qua đi. Thì một cái điều thú vị ngày hôm nay Nghĩa ghi nhận ở Tân đó là một cái góc nhìn rộng và toàn diện đó. Trong một câu chuyện mình không chỉ tập trung vào một người mà mình sẽ tập trung vào những người ở xung quanh đó nữa. Và trong câu chuyện bạo lực học đường thì cái vấn đề trách nhiệm hay là cái vấn đề khó khăn đó, nó không chỉ nằm ở học sinh mà còn là của giáo viên hay là của cả phụ huynh của các bạn đó nữa. Nói rộng thì chắc là sẽ là cả xã hội. Tất cả chúng ta đều có một cái vai trò nào đó. Trong cái việc vận động, trong cái việc nâng đỡ, trong cái việc tìm giải pháp, trong cái việc giúp cho các bạn trẻ nè, bạn nó biết được mình sẽ có những cái quyền lợi gì, mình sẽ làm gì với nó. Ok. Thì như vậy là khi mà một cái tình trạng bạo lực học đường nó xảy ra thì mình nên có những cái động thái như thế nào từ cả tất cả các phía đó? Thì thật ra thì nó cũng đây cũng là câu hỏi rất là khó. Đôi khi nhà trường, phụ huynh cũng không biết phải làm gì. Đó là cái điều phải thẳng thắn nói như vậy. Phụ huynh có người thì cuống cuồng lên, có người thì giận dữ, trả thù. Có người thì cũng né luôn chủ đề luôn, không bàn đó nữa. Né luôn, không muốn nói về nó. Hoặc là có người thì cứ âm thầm chuyển trường. Nít mà, từ từ nó hết. Và như chính các bậc phụ huynh mà là giáo viên, họ cũng chưa biết phải làm sao. Chưa biết phải làm sao với cái chủ đề này, giờ biết xử sao cho đúng á. Bây giờ phải làm sao? Thì như vậy nó cũng sẽ quay lại thôi. Quay lại những cái ý hồi trước. Có thể là về phía phụ huynh, về phía nhà trường cũng sẽ cần có những cái hiểu biết thêm. Mình biết thêm là những cái dấu hiệu nào có thể là bạo lực học đường. Và thà mình bắt nhầm hơn bỏ sót. Đừng có đơn giản chỉ nghĩ là đây là những cái trò chơi thông thường mà mình chưa có kiểm tra qua. Mình chưa có check qua. Mình cứ xua cái có chuyện rồi thì mình mới ấy, thì có lẽ hơi muộn, mất bò rồi mới do làm chuồng. Trong cái kiểm tra, Nghĩa nghĩ quan trọng nhất là cái cảm nhận của cái người nạn nhân đúng không? Cảm nhận sẽ phải hỏi coi em nó bị tác động như thế nào. Người nạn nhân. Rồi thậm chí là nó cũng sẽ liên quan đến cái việc là nếu mình dành riêng cho phụ huynh nhà trường ha, đôi khi chỉ cần ngồi xuống dành chút thời gian hỏi xem là con em mình nó đã trải qua chuyện gì, học sinh của mình nó đã trải qua chuyện gì, nó tổn thương như thế nào, có khi nó đủ rồi đó. Đủ rồi, như đó rồi. Một số trường hợp chỉ cần như đó rồi, nó cũng gợi lên được là đứa trẻ nó cảm thấy là như vậy thì mình đang bị tổn thương mà. Mình chỉ cần ghi nhận cái sự tổn thương đó thôi. Tất nhiên thì ai biết nhiều hơn thì cứ làm nhiều hơn, nhưng mà nếu mà chỉ cần dừng lại bước một, cái thứ cơ bản nhất, đôi khi mình chỉ cần tử tế với nhau thôi. Hỏi xem mình đã tổn thương như thế nào, tử tế và quan tâm như đó thôi. Và đôi khi nó cũng đã giúp rất là nhiều rồi. Còn tất nhiên nếu mà cần những hỗ trợ cao hơn thì mình sẽ cần phải tìm đến chuyên gia. Nếu mà chỉ xử lý bằng bản năng, người thấy một vài trường hợp sẽ làm cho tình hình tệ đi. Ví dụ như là đứa nhỏ sẽ bị trách là sao con không lên tiếng, sao con không bảo vệ cho mình,
sao con yếu đuối như vậy. Thì chính những cái chỉ trích đó lại củng cố thêm cái niềm tin của cái đứa nhỏ là nó tệ, là do nó tệ. Đúng rồi, tại tôi tệ, tại tôi yếu, tôi không tự bảo vệ mình được. Đó là cái lẽ đương nhiên của xã hội. Ừ. Nên thành ra là nếu mà mình chưa đủ cái nguồn lực về về cả kiến thức, về cả thực hành, thì mình có thể tìm cái sự hỗ trợ và đồng hành từ phía chuyên gia hơn là tự cố gắng thực hiện theo bản năng. Giống như là nhà tôi ba đời chỉ xương khớp, mình cứ uống. Tất nhiên thì đó là một cái nỗ lực để tự xoay sở cái vấn đề của mình. Nhưng mà đôi khi thì có khi nó giúp, nhưng có khi nó không. Thì đó là cái điều lý do vì sao mà mình sẽ không có một công thức chung. Nhưng mà đó cũng sẽ cần mọi người cân nhắc, đặc biệt là những bậc phụ huynh, thầy cô, giáo viên, trường. Mình cũng sẽ cần có những cái hiểu biết hơn để mình có thể biết xem là tình huống nào thì thôi chắc nên có những cái can thiệp chuyên môn. Tức là nghĩa hình dung mình đang bàn về chuyện là nhận diện ra nó, sau đó là xử lý bằng cách hỗ trợ cho bạn về mặt tâm lý bằng gặp chuyên gia. Rồi lúc này là sẽ cần cho gặp chuyên gia cả cái người bắt nạt, cái người bị bắt nạt và cái người đứng xung quanh. Đó là trường hợp hoàn hảo nhất. Nhưng mà cái câu hỏi tiếp theo là vậy trong tương lai làm sao có thể ngăn cái sự việc đó không tái phạm hoặc là những cái sự việc khác nó xảy ra? Thì nó cũng sẽ quay về chính bản thân của ba cái nhân vật đó. Nếu mà ba cái bạn đó có nhiều cách hơn, có nhiều nguồn lực hơn, trưởng thành hơn. Trưởng thành ở đây sẽ không có nghĩa là nghe toxic một chút, không có nghe toxic là phải cứng rắn và mạnh mẽ, không phải. Nhưng mà ý là sẽ linh hoạt hơn trong những cái cách hành xử của mình, hành xử một cách tôn trọng. Tôi rất là thích cái ý tưởng trưởng thành, đó là một cái sự linh hoạt. Trưởng thành là một cái sự linh hoạt và đồng nghĩa việc là cho phép mình có nhiều lựa chọn hơn. Vậy thì Nghĩa cũng hình dung là có thể suy ra được là có thể giảm cái tỷ lệ bắt nạt học đường này xuống bằng cách ngay từ đầu mình cung cấp cho các em những cái kỹ thuật cần thiết, đúng không? Những cái gọi là kỹ năng cần thiết hả? Ví dụ, Tân có thể liệt kê một vài kỹ năng mà nên được dạy trước ở trong nhà trường. Nhìn chung á. Ok, nhưng mà chắc mình rất phù hợp để mở cái này ra. Ok, rồi. Thì đây là một cái bảng, một cái tool mà người thầy của tôi sử dụng. Thì ông làm ra một cái list. Cái công cụ này nếu mà được trong sử dụng trong phòng trị liệu á, thì sẽ được mình cùng với em đó sẽ cùng đọc xem là khi đọc lên nó từng cái ý như vậy nè, từng cái quyền lợi trong này nè, thì em đó cảm thấy là mình có đang nhận được nó hay không, mình có xứng đáng nhận được nó hay không, và nếu có thì có cái điều gì á nó cản mình lại mà để mình không có lấy cái quyền lợi về cho mình. Thì cái đó là nó liên quan đến kỹ thuật rất là nhiều, nhưng mà chắc là Tân sẽ lướt sơ một chút để Nghĩa và các và quý vị khán giả có thể nghe. Rồi, tuyên ngôn nhân quyền của tôi. Hoàn toàn ổn để tôi có thể bảo vệ quyền lợi của mình, miễn là tôi tôn trọng quyền lợi của người khác. Họ cũng có những quyền lợi giống như tôi. Đầu tiên, tôi có quyền được đối xử một cách công bằng và tôn trọng. Ý thứ hai, tôi có quyền coi nhu cầu của mình quan trọng ngang bằng với nhu cầu của người khác. Ý thứ ba, tôi có quyền từ chối các yêu cầu của người khác theo một cách công bằng và tôn trọng. Ý thứ tư, tôi có quyền sai lầm, không hoàn hảo và phạm sai lầm. Ý thứ năm, tôi có quyền yêu cầu những gì tôi muốn theo một cách công bằng và tôn trọng. Ý thứ sáu, tôi có quyền bày tỏ một cách trung thực những suy nghĩ, cảm xúc, ý tưởng và quan điểm của mình theo một cách công bằng và tôn trọng, và có những cái chỗ trống để các em đó có thể điền vào thêm. Thì kinh nghiệm quan sát thôi, khi các em nó đọc tới quyền thứ nhất, quyền thứ hai là em nó khóc. Một số em nói là ôi, cái thứ mà mình đi tìm bao nhiêu năm nay nó đây rồi. Mà nó, đôi khi nó cũng để lại cảm xúc cho cái người làm rất là nhiều. Có những cái quyền mình chúng ta nghe, chúng ta tưởng là nó rất là cơ bản, ai cũng biết. Thực ra không phải ai cũng biết. Cái gì mình thấy cho là hiển nhiên thường thường không phải ai cũng biết. Và đôi khi chúng ta mặc định như vậy thôi, một cái định kiến thôi. Nhưng mà có bạn thì nói là không, con không có nghĩ là con được vậy. Thì nó còn một số cái khúc mắc bên trong, vì sao bạn em nó nghĩ không được vậy. Thì cái nhà chuyên môn họ sẽ có cái cách để giúp cho em đó biết là vì sao mình lại cảm thấy như vậy, có cách nào để mình điều chỉnh hay không. Có em thì nói là ông con biết là con có cái quyền như vậy, vừa khóc vừa nói ha, nhưng mà không biết sao kỳ lắm, con không có đứng lên giành cái quyền đó được. Thế thì nó quay lại những kỹ năng giao tiếp.
mình có thể nói sao á, tất cả những mối quan hệ đó nó giống như cái chuyện hai chiếc xe đi trên con đường hai chiều á, thì còn không không thích thì thôi chia, mà anh ai nó đi đường ai nó đi thì cái chuyện nó không nói. Nhưng mà cho dù còn ở lại ha, mình lựa chọn chưa có chuyển trường, mình lựa chọn chưa có rời đi khỏi cái chuyện mối quan hệ bị bắt nạt này, mình còn lựa chọn học chung lớp thì nó vẫn là một hai chiếc xe đi ngược chiều nhau, họ sẽ vẫn có những cái điều chỉnh qua lại sao cho nó không đụng nhau một cách nào đó vô thức. Cho nên cái điều chúng ta có thể làm là gì, mình có thể nói, mình có thể hành xử như thế nào đó để mình tăng cái ảnh hưởng của mình lên cái người kia, rằng mình lấn qua bên kia thì người kia phải lấn sát vô lại để hai xe không có tông nhau. Còn nếu mà cái chuyện mà phá vỡ mối hệ đó thì cái chuyện nó dễ, chuyển trường là xong, nhưng mà làm sao cho chuyện nó không lặp lại thôi. Và đôi khi cái chuyện mà lựa chọn rời đi nó không có dễ. Rất nhiều, tại sao mà có cái hiện tượng có thể quý vị khán giả cũng đã biết á, là những cái bạn bị bắt nạt á, các bạn không có rời đi. Có thể có những cái niềm tin khác, có những cái chuyện là mình không biết cách nào khác để rời đi. Hoặc là đơn giản thôi, nó cũng liên quan đến cái việc là sao một người bị bắt nạt, hoặc là thấy người khác bị bắt nạt không trình báo á, liên quan đến cái phản xạ đông cứng, freeze, cái đó rối quá rồi không biết làm gì hết, thôi đơ luôn. Một là flight, đánh lại, hai là fight, bỏ chạy, flight, bỏ chạy, fight, đánh lại, còn không là freeze, thôi, sao có đĩa nguyên vậy? Có nghĩa rằng là chúng ta có thể có những cái buổi giáo dục hoặc là truyền đạt cho các em biết rằng đây cái điều hiển nhiên nè, nhưng mà nhắc nhở cho nhau nhớ là trong bất cứ trường hợp nào nó đang bị xâm phạm thì con có quyền lên tiếng. Ok. Còn ngoài ra có thể có những cái kỹ năng nào mà nhà trường nên trang bị cho các bạn trước đó? Có thể nó cũng sẽ quay lại những kỹ năng giảm áp, những kỹ năng mà để giải tỏa stress. Đúng rồi, gọi tên nó, biết nó stress, nhận diện cảm xúc. Đúng rồi, những cái kỹ năng rất là thông thường, tất cả chúng ta ai cũng sẽ cần những điều đó. Và đặc biệt là những cái bạn còn đang lớn, đang học hỏi thêm, thì những kỹ năng đó lại càng quan trọng. Các bạn biết sớm càng nào, chừng nào á, thì nó lại càng giúp cho các bạn chừng đó. Thay vì mình căng thẳng, mình đi kiếm chuyện với người khác, hoặc là mình cứ trốn nào đó vì ai bị đánh, thì mình có cách khác. Sẽ luôn có một cái giải pháp nào đó mà chúng ta chưa có biết. Okay, cảm ơn Tân. Thì cảm ơn bác sĩ Tân rất là nhiều. Bởi vì thưa quý vị khán giả, thì nghe tin rằng trong vòng vài chục phút cùng trò chuyện với nhau ngày hôm nay, mình đã sáng ra được nhiều vấn đề. Thứ nhất là chúng ta sẽ nhìn nhận bạo lực học đường không chỉ trong bối cảnh của một sự kiện đơn lẻ, mà nó sẽ là một cái bức tranh chung kéo dài theo trục thời gian và mở rộng về cả không gian. Nếu mà không được một cách can thiệp, một cách đúng đắn, thì nó có thể tạo ra những cái hậu quả nặng hơn và nhiều nạn nhân khác sẽ bị tiếp diễn, chứ sẽ không dừng lại ngay chỗ cái sự kiện của chúng ta. Việc trừng phạt cái người thực hiện hành vi bạo lực học đường nó không phải là cái bước duy nhất, mà trong đó chúng ta sẽ cần hiểu được cái hoàn cảnh vì sao em đó như vậy, và nếu có thể hỗ trợ cho bạn thì trong tương lai cái khả năng tái diễn hành vi nó sẽ ít lại hơn. Chúng ta sẽ cần hỗ trợ cả cái người nạn nhân cũng như là những cái người đứng xung quanh, bởi vì bản thân họ cũng sẽ có những cái khó khăn, và xây dựng nên những cái nhận thức méo mó về tương lai, về thế giới, về niềm tin của bản thân nếu không có được những cái định hướng đúng đắn. Và chốt lại về mặt giải pháp thì bên cạnh cái việc nhà trường, gia đình nhận diện sớm được bạo lực học đường càng sớm càng tốt, bằng cái sự hỏi han, bằng cái sự lắng nghe và chú trọng vào cái cảm nhận của người bị tấn công, chứ không phải là cái cảm giác chủ quan của mình về việc cái sự việc đó đáng hay là không đáng. Và đồng thời đó thì chúng ta có thể dự phòng những chuyện này xảy ra bằng cách cho giáo dục, để cho tất cả những cái bạn học sinh hiểu rằng khi con là nạn nhân thì con phải nhận ra điều, con cần nhận ra được điều đó, và con có những cái quyền cơ bản này, con cần sẽ được bảo vệ, những người xung quanh sẽ hỗ trợ để bảo vệ cho con. Đồng thời những cái kỹ năng rất quan trọng như là quản trị cảm xúc và đối diện với stress, giải quyết vấn đề cũng sẽ là những cái kỹ năng cần trang bị cho các em để dự phòng được tình trạng bạo lực học đường. Lời cuối đi, bác sĩ Tân có một cái gợi gắm hay là một cái nhắn nhủ gì với lại các vị phụ huynh, các bạn hoặc là những quý vị khán giả đang xem chương trình? Nếu mà nói một cái câu chung thôi, cho dù là nói cho phụ huynh, giáo viên, nói cho các bạn bắt nạt, nói cho các bạn đứng bên đường, nói cho các bạn là nạn nhân, thì có một cái ý rất là hay của ông Viktor Frankl, cái ông mà viết cái cuốn Đi tìm lẽ sống á. Ông bị nhốt trong cái trại tập trung, ông người Do Thái xã. Đúng rồi. Thì ông có nói là thì cho dù chúng ta có tổn thương như thế nào, chúng ta có bị đàn áp, chúng ta có bị giam cầm, thì hình như cái cuối cùng còn sót lại, chúng ta luôn có một cái quyền tự do,
chọn cho mình xem là mình sẽ muốn đối xử với mình như thế nào. Thì cho dù như thế nào chăng nữa thì sẽ không ai vi phạm, xâm phạm cái quyền đó được. Cho dù có cầm súng, cho dù có tra tấn thì cũng không ai cản một người đối xử tử tế bản thân mình. Cho dù thế giới xung quanh có quay lưng với mình thì cái người mình có thể vẫn lựa chọn được đối xử tử tế bản thân mình. Một cái ôm, một cái vỗ về, một cái chạm, một lời an ủi, một cái lời an ủi. Mình đang bị tổn thương. Đó là cái điều mà tất cả chúng ta đều có thể làm được. Rất là dễ thương ha. Rồi, cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều vì đã đi cùng chúng tôi cho tới thời điểm này. Chương trình Vũ trụ trong đầu được phát sóng trên kênh Mi Podcast và tất cả những cái nền tảng truyền thông khác của Metaverse Entertainment. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chúng tôi trong tất cả những số vừa qua. Và xin chào, hẹn gặp lại.